Hoàng Dung và Mai Tuấn rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi giới nhà giàu hãy rút tay ra khỏi châu Phi. Mỹ đã không chuyển cho Ukraine F-16, Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng, ZEC và Đài Loan hội đàm. Khiêu vũ ở nơi công cộng tại Iran, đôi trai gái bị phạt tù hơn 10 năm. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi giới nhà giàu hãy rút tay ra khỏi châu Phi. Ngay sau khi mà hạ cánh xuống Kinshasa ở Congo vào hôm 1 tháng 2, Đức Giáo Hoàng Francis đã có một bài phát biểu lên án cay gắt việc bóc lột trong nhiều thế kỷ, không chỉ ở đất nước này mà còn cả lục địa châu Phi. Trong một buổi nói chuyện với các chức sắc tại dinh tổng thống, Ngài đã lên án những hình thức bóc lột khủng khiếp ở Congo, nơi mà nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ đã châm ngòi cho chiến tranh, di cư và nạn đói. Hãy ngừng can thiệp vào Cộng hòa Dân chủ Congo. Hãy ngừng can thiệp vào châu Phi. Hãy ngừng bóp nghẹt châu Phi. Đó không phải là một khu mỏ để tước đoạt hay là một vùng đất để bị cướp bóc. Đức Giáo Hoàng Francis đã nói như vậy. Thật là một bi kịch khi mà những vùng đất này và nói chung là toàn bộ lục địa châu Phi tiếp tục phải chịu đựng nhiều hình thức bóc lột khác nhau. Chất độc của lòng tham đã làm vấy bẩn những viên kim cương bằng máu. Bên cạnh đó, Đức Giáo Hoàng Francis đã chỉ trích các nước giàu vì đã làm ngơ trước những thảm kịch đang diễn ra ở Congo và những nơi khác ở châu Phi. Ở Congo, thông điệp quan trọng nhất của Ngài đó là để cho những người dân tự coi mình là quý giá hơn bất kỳ kho báu nào được tìm thấy ở đây và để các nhà lãnh đạo chính trị hành động vì lợi ích của họ. Mỹ không chuyển giao Ukraine F-16, Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng. Trả lời câu hỏi từ một nhà báo hôm 31 tháng 1 rằng liệu Hoa Kỳ có ủng hộ cho không quân Ukraine bằng chiến đấu cơ hiện đại loại F-16 hay là không, Tổng thống Biden đã đáp ngắn gọn no và cho rằng các quốc gia đồng minh trong và ngoài khối NATO cần tập trung hỗ trợ cho Ukraine ở các lĩnh vực quốc phòng khác ngoài không quân, theo nhà hãng tin Reuters đã đưa tin như vậy. Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz trước đó cũng nói lời tương tự, cho rằng đem F-16 cho thủ đô Kiev, tức là chính quyền Kiev, là bất cẩn. Tuy thế, xu hướng tăng cường quốc phòng và tìm kiếm đồng minh bảo vệ cho Ukraine và đề cao dân chủ tại Đông Âu vẫn đang tăng cao. Ba Lan hôm 1 tháng 2 tuyên bố là sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 100 tỷ lari, tức là tiền của Ba Lan tương đương với khoảng 23 tỷ Mỹ Kim, gần đạt 4% GDP. Đây là khối viện trợ cao nhất các quốc gia trong khối NATO. Các báo quốc tế nói Ba Lan có tham vọng xây dựng binh chủng lục quân mạnh nhất khối Liên Âu và đặt mục tiêu tăng số quân lên 300.000 và ký với chính quyền Nam Hàn các hợp đồng là 12 tỷ Mỹ Kim để hợp tác chế tạo hoặc là đặt mua vũ khí tân tiến. Cùng ngày 30 tháng 1 thì Tổng thống vừa đắc cử của Cộng hòa Séc là ông Peter Pavel đã điện đàm trực tiếp với nữ tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn, bất chấp sự khó chịu của chính quyền Bắc Kinh. Không chỉ khẳng định sự ủng hộ của chính quyền Séc cho Đài Loan, ông Pavel và bà Thái Anh Văn còn công khai đề xuất việc phối hợp bảo vệ các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền trên thế giới. Ông cũng bày tỏ mong muốn hội kiến bà Thái Anh Văn trong tương lai. Khiêu phủ ở nơi công cộng tại Iran, đôi trai gái đã bị phạt tù hơn 10 năm. Tờ The Guardian đưa tin cô Atiyat Hagigi và hôn phu là anh Imer Mohammed Amidi đều trong độ tuổi 20 đã bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái sau khi một đoạn video ghi lại cảnh họ khiêu vũ lãng mạn trước tháp Azidi lan truyền trên mạng xã hội. Cặp đôi này là những blogger nổi tiếng trên Instagram và có nhiều người theo dõi. Hagigi không đội khăn trùm đầu, bất chấp các quy tắc nghiêm ngặt ở Iran. Ngoài ra, tại Iran, những người phụ nữ không được phép khiêu vũ nơi công cộng. Theo phán quyết của một tòa án ở Tehran, thì mỗi người bị kết án là 10 năm và 6 tháng tù giam, bị cấm sử dụng Internet và phải rời khỏi nước này. Đôi vợ chồng sắp cưới này bị kết tội là khuyến khích tham nhũng và mại dâm nơi công cộng, tụ tập với ý đồ là phá hoại an ninh quốc gia. Hiện thì Hagidi đang bị giam tại nhà tù Qajar,
dành cho nữ nằm ở ngoại ô của Iran. Tháp Azadi là tháp tự do, là một trong những biểu tượng của thủ đô Iran và cũng là nơi rất nhạy cảm. Nó được mở dưới thời của vị vua cuối cùng, có tên gọi là Mohammad Reza Pahlavi, vào đầu những năm 1970. Tháp được đổi tên sau khi mà vị vua bị phế truất vào năm 1979, thưa quý vị. Và đó là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.